Dạ. Dạ con phải ẵm con của con đi gặp doctor. Thì doctor nó bệnh nặng lắm, phải gặp doctor cho uống thuốc thì mới hết được. Với lại nó đang bị phổi, bị thương hàn. Con nói vậy, con nít mà lao phổi cái nỗi gì. Con nít á thấy dễ thương, ông bà ta quở chút xíu vậy thôi. Má con rước thầy rồi. Dạ. Thầy làm phép một chút xíu cho nhỏ uống là hết liền. Đưa đi, đưa đi má. Ông ba ơi, má. Má nói con đưa đây cho má. Con lại má, con xin má. Bao nhiêu lần trước con không dám cãi má, lần nào cũng đem đi cho mấy ông thầy. Nít mà uống toàn lá cây không làm sao mà con chịu nổi hả má? Đất ơi. Bây giờ nó phải cần có thuốc má ơi. Con nói gì kỳ gì mà lá cây ở đây con. Đưa đây, đưa đây má, đi cho má. Đừng má, má. Ê, mày làm sao mày làm đi, tao không biết nữa. Sao kỳ vậy? Má nói đúng quá mà, sao không chịu nghe lời má cãi lại. Mình ơi, để thằng nhỏ lên bộ giác đi cho thầy sao chị. Thì chị chút xíu nhỏ hết bệnh à. Mình ơi em xin mình, con nó bệnh nặng lắm mình ơi. Để mình lên đi con kịp mình à. Trời đất ơi, bữa nay sao lì cãi tôi vậy trời. Để lên đi con mà... Nè tôi kêu để thằng nhỏ lên bộ giác cho thầy sao chữa nhanh không, lên. Em không để. Tôi nói một là một, hai là hai nghe. Bỏ lên, một, con hai, bao lâu nữa đâu mà. Trời ba. Mày nói cái gì vậy? Thôi đi, tôi tới đây chữa bệnh, tới đây nghe mấy người chửi lộn. Dạ, giỡn dạ, mà đi dạ, vậy. Dạ, khoan, thầy chờ tôi một chút đi, thầy chờ tôi một chút đi. Con kia, con biểu mày để thằng nhỏ lên bộ dáng nghe chưa? Bỏ lên bộ dáng liền, nhanh. Lên lên, lên. Nhanh lên. Đứa đây. Xin má, má. Mày giữ lại nó lại cho tao. Má ơi, má ơi, má ơi, tôi nghe con lắm. Gì? Dạ bẩm thầy, dạ xong rồi, mời thầy làm lễ. Xong chưa? Dạ rồi. Gia đình giải quyết xong hết mọi chuyện chưa? Dạ rồi. Để cái đứa nhỏ lên dáng không mà căng thẳng quá trời à. Dạ. Rồi, bà Phán. Dạ. Lên nhang đèn. Dạ, 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 thầy chờ chút. Để thầy lấy nhang mới được. Gì đâu mà em làm thấy ghê quá. Để thì sao chị, em cứ rê nhỏ qua rê lại. Hồi gió thổi vô lũng thổi mà. Mình ơi, con ơi, con trời ơi, đừng yên tâm đi, khóc cái gì mà khóc, tôi chữa bệnh là hết bệnh nè. Trời ơi, 10 người tôi chữa là hết 10 người, không có người nào mà không có hết bệnh được hết trơn á. Tôi cần uống thuốc mà. Thuốc cái gì mà thuốc, bùa hay ăn thuốc nữa. Dạ thầy ơi, dạ nhang đèn rồi để thầy. Dạ dạ. Mình ơi, trời ơi, bà cấm đi bằng thầy, bà chỉ vô mặt tôi làm chi. Quên, để xin lỗi thầy. Mình ơi, mệt ghê, gia đình này phức tạp quá. Dạ thưa rồi, nhang đèn rồi thầy. Đặt tiền tổ. Dạ nhiêu thầy? Để coi đứa nhỏ cũng xanh xao vàng giọt. Dạ. Này chắc chưa tới 5kg phải không? Dạ. Lấy nửa giá 500. Ý trời đất ơi, gì dữ hả thầy? Bớt chút đỉnh đi. Trời ơi, thần thánh nó cũng nói thách cho mà bà đi trả giá. Dạ. Bà trả giá là bùa nó hết linh. Dạ. Mà bùa không linh thì ma nó không có sợ. À dạ 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 tôi hiểu rồi. Đủ giá thì bùa, dạ, bùa dạ mới linh được. Dạ dạ tôi hiểu rồi dạ. Ừ. Có vậy mà cũng hiểu. Thôi. Dạ. Điểm cho má 500 đèn. Này con điểm cho. Lẹ đi. Nè nào má 500. Ôi, này con cất. Dạ tới thầy đây. Đủ 500. Có kìa. Lần sau là giận à. Dạ dạ. Như đây không phải mình tôi ăn giọng đâu. Dạ. Còn 4 năm đệ tử nó đứng chung quanh nhà. Nó canh không cho ma quỷ nhập vô nhà của bà. Dạ. Biết chưa? Dạ biết rồi thầy, dạ thầy làm lễ đi. Rồi mẹ con vợ chồng gì ổn định chỗ ngồi an tọa đi. Dạ. Thầy dạ chuẩn bị làm lễ à. Dạ. Ê thằng kia, tiền dưới tao đâu mày? Ủa con quên. Quên, quên mà đút túi. Đưa đây. Dạ. Sao? Đẻ lên. Giếm được thôi. Xong chưa vậy? Dạ rồi, dạ rồi. Hai mẹ con giải quyết tiền bạc xong chưa? Dạ rồi. Thần thánh sắp sửa làm phép mà cứ đứng gây lộn hoài. Xù xì sụp sịch sao làm phép được. Bây giờ chuẩn bị nha. Các đệ tử chuẩn bị về làm phép. Cá kim hiệu triệu đại chiến cá kê. Thủy phủ quần quai cá xà cá nục. Trung ương cố thủ cá chép cá tra. Quần thảo tứ phương cá hương cá nhép. Cá ngừ cá sủ lát đát bờ sông. Cá dược lòng tông đem đi kho tụ. Cá trê cá sặc làm mắm phơi khô. Còn có cá dầu đủng đa đủng đỉnh. Này hỏi âm binh ơi. Thành
thành tâm khấn thỉnh tám hướng bốn phương, cá mú chim tương thêm dài sĩ đế, rau thơm rau quế cá chốt cá mồi, kho nguyên một nồi ăn vào là số giác bớ cô hồn các đảng ơi. Danh lừng hiển hách chốn biển đông, hay chạy lòng vòng cá voi cá mập, thêm vào một cặp tai tượng chiên giòn, mời hết âm binh cô hồ mà tới chấn. Mấy cha mấy mẹ ơi về chấn giùm con đi. Ba la dậu cù la hô. Trời ơi, chết con tôi rồi. Mời vô giùm cô đi. Cảm ơn em. Chị Loan, sao lâu quá rồi không tới thăm em vậy? Chị ngồi chơi đi. Chị nhận thêm lớp dạy, thành ra không có rảnh rang gì hết trơn á. Dạ. Hay là chị không muốn tới nhà này nữa đúng không? Ê, đâu có đâu. Bộ có mình Loan ở nhà hả? Dạ, cả nhà đi chùa hết rồi chị, có mình em thôi. Loan biết không, chị bận lắm luôn. Dạ. Thành ra hôm nay mới rảnh lợi thăm Loan. Sao, bệnh em sao, bữa nay khỏe chưa? Em cũng còn mệt chút thôi. Tưởng là chết rồi, nhưng mà cũng phải sống, rồi cũng phải gặp lại chị mà. Nói sao nghe chán đời vậy Loan? Chán đời là không muốn sống. Em muốn sống lắm chị, nhưng mà sống như vậy hoài Loan còn nhớ không, hồi đó hai chị em mình đi học với nhau đó, hai đứa thường ra bờ cầu, hai đứa đứng nói chuyện, hai đứa mình vẫn nói với nhau á, không có chuyện gì mà để xuống dễ dàng đâu, phải không Loan? Dạ. Em cứ nghĩ là em sẽ không sống được với họ đâu, nhưng mà dần dần cũng 3 năm trôi qua, em cũng không biết là cái cuộc sống này nó có kéo dài đến bao lâu nữa chị. Chị à, em chỉ tìm an ủi duy nhất ở con của em. Em thèm được ẵm nó, em thèm vỗ về nó, em thèm nghe được tiếng con gọi mẹ ơi mẹ. Vậy mà người ta cũng cướp đi nguồn sống duy nhất của em. Có nhiều đêm trong mơ em thấy con em. Em nhớ con em lắm chị Thảo ơi. Em nhớ nó lắm chị Thảo ơi. Không biết cái cảnh mẹ chồng hạ hiếp nàng dâu tới chừng nào mới hết đi, mà không biết ông bà quái ác nào mà tạo ra cái dòng luẩn quẩn này hành hạ nàng dâu, sanh con trai ra cưới vợ cho con, rồi tự nhiên trở thành một bà mẹ chồng đanh ác. Thảo nghĩ cho tới khi tận thế. Chị à, người ta nói á, thời gian mà qua đi
thì sẽ dễ dàng làm xoa dịu vết thương lòng. Nhưng mà đối với em, nó càng dài thì càng kéo thêm cuộc sống chua xót của em thôi chị. Loan, Loan phải hứa với Thảo, phải hứa với chị, ráng sống nghe chưa, ráng mạnh giỏi ra hết mình nghe chưa. Em biết. Còn anh Dũng kể từ ngày đó tới bây giờ cũng không thấy tin tức chịu ảnh hết. Chắc là anh ấy đã chết rồi. Cái chết liệt quanh của một người chiến sĩ còn hơn là chết lần mòn trong cùng xích như em. Thôi Loan. Nè, biết Loan thích đọc sách, đem qua cho Loan coi nè. Em cảm ơn chị. Chỉ có chị là hiểu em. Chị nhớ qua thăm em thường xuyên. Qua em chứ. Em không có ai nữa. Với điều kiện là phải hứa với chị là phải ráng sống nghe chưa. Em biết mà. Bây giờ em có chết có được đâu hả chị. Em đưa chị về nghe. Thôi bệnh hoạn ở nhà đi đưa chị. Không, em muốn đi. Em muốn kéo dài thêm thời gian bên chị lúc nào hay lúc đó. Em cô đơn lắm. Rồi, em đưa chị đi. Khi rảnh chị sẽ ghé thăm nghe em chị. Dạ. Sen ơi. Nhờ có cái cô giáo gì đó tới thăm bà rồi chứ. Bà đưa cô giáo đó đi về, bà không có thấy tụi mình đi vô. Nè bây giờ đứng đây vợt lại coi thuộc chưa, nghe không? Dạ. Nói coi. Dạ thuộc rồi, dễ ợt à. Sao? Thuộc chưa? Dạ. Trời ơi nè, không có thuộc đó là hồi nói tầm bậy tầm bà chấp giáp là bởi đường bởi nước hết đó nghe chưa? Dạ. Bây giờ nói coi, nói lại tôi nghe coi. Dạ thì đầu tiên á là em phải khai thiệt cái chuyện em có bầu nè, có bầu với mình đó. Ừ. Vậy nhưng mà phải nhớ má tôi dặn nha. Má tôi dặn là vô là gặp bà là quỳ xuống lại liền nghe không? Dạ. Dạ. Mà mình ơi. Gì? Mà mình có chắc á là chị không có đánh ghen với em không? Chứ em sợ đó, chứ em vừa mới quỳ xuống thôi, cái chị nhào tới, cái chị chụp lấy cái đầu. Cái chị nắm tóc em chứ quay vòng vòng vậy nè. Chắc đau lắm em chết em sợ. Trời ơi tầm bảy tầm bả không à. Gì mà nắm đầu em với em vòng. Trời ơi người ta là cô giáo, người ta có ăn học, người ta đâu có làm mấy cái hành động như vậy. Có giận lắm thì cổ dùng chữ đó. Cổ chửi vô cái đầu của em thôi chứ đâu có đánh động tay động chân gì. Nhưng mà có anh đây đụng tới cái bầu này của anh là tôi quánh chết à. Không có đâu. Có lần trước đó em nghe có người nói hả, chị đánh nát mình của cô Bích luôn đó. Em sợ quá thôi em đi về em không dám mở đâu. Trời đất ơi, cái gì đâu mà sợ. Đừng có sợ, có tôi ở đây nghe không. Ai mà đụng vô cái bầu của Tức hả là tôi quýnh mềm xương luôn à. Nói thì nói đó nha, nhớ một chút phải đưa em đi về đó. Đừng có lo, để hồi nữa anh dụ bà ngủ rồi đó, cái anh vòng ra ngõ sau tới cái chỗ bà, cái bộ mà dán gõ bên chuồng gà đó, cái hai đứa mình này nghe. Coi đó người ta đó thì được ngủ giường nệm kìa, còn em đi nè thì phải ngủ ngoài bộ dán còn chuồng gà luôn, em không chịu đâu. Trời ơi em so đo gì vậy biết nữa. Cái tướng em mà ngủ cái giường này nó đâu có xứng. Cái tướng em phải ngủ cái bộ giường gõ nó dán nó dày ba lớn rồi nè, nó không có sộm biết không. Em không có chịu thôi đâu. Thôi giờ nói nghe nè, thôi bây giờ ráng đi, vài bữa nữa cái má làm lễ cho hai đứa mình rồi cái lúc đó ta hồ ngủ giường niệm nghe không. Mình hứa nha, mình đừng có gạt em đó. Anh dốc anh con mình à. Nè bây giờ thôi đừng có nói lâu thôi nữa. Bây giờ nè, bà vô rồi, sắp vô rồi. Bây giờ cưng chui vô kia cưng trốn đi. Dạ, dạ. Rồi một hồi nữa là anh kêu. Nghe anh kêu là chạy ra liền nghe. Sen, ủa mình nè. Trời ơi
ở ngoài lạnh quá mà sao mình đi ra mặc cái áo mong manh vậy, coi chừng bệnh không, lấy cái áo ấm vô chồng vô. Dạ cảm ơn mình, tại vì hồi nãy chị Thảo tới rồi sẵn là đưa chị Thảo đi rồi cái quên, nhưng mà thấy ấm lòng lắm, không có thấy lạnh chút nào hết mình à. Ủa Sen ơi, Sen đem giùm cô cây dao để cô rọc cuốn sách đi con. Sen ôi đây à. Cảm ơn con. Ủa mà mình về hồi nào, má có về với mình không? À, má ở đảng rồi, má không về, má kêu tôi về trước để nói chuyện với mình. Ủa, có chuyện gì mà mình muốn nói chuyện với em? Có chuyện chứ, có chuyện này quan trọng lắm à, bữa nay phải nói. Dạ mình nói đi. À, cái chuyện của dì hai á. Ủa, dì hai, em của má bụng có chuyện gì hả mình? Đâu phải dì hai ruột của tôi. Dì chứ ai? Dì hai... Dì Hai Tức á. Dì Hai Tức là cô Hai Tức ở đầu làng á. Ồ, cô Hai Tức là vợ bé của mình đó hả mình? Ừ. Ủa nhưng mà cô Hai Tức có chuyện gì vậy mình? Không có chuyện gì nhưng mà hôm nay phải nói. Ồ thì cứ nói đi. Vậy tôi nói ha. Dạ. Dì nó đâu rồi? Ra biểu coi. Dạ. Qua chào chị Hai đi. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị. Chị thương em. Em lỡ có Có gì? Có cái bầu nè. Trời ơi, kêu vô quỳ lại chị Hai mà đứng tầng ngần nó làm gì quỳ lại đấy. Dạ quỳ. Ờ dạ dạ dạ. Đừng có quýnh tôi mà. Như vậy? Chị à, tôi không có làm gì chị đâu, chị đứng lên đi. Dạ. Để nó lại. Dạ thôi mình à. Chị đừng có sợ, tôi không có làm gì chị đâu. Cùng là chị em bạn gái với nhau, với lại tôi với chị đồng cảnh ngộ là dâu hết mà. Có điều người đến trước, người đến sau. Chị thì sanh nở được, đó là tốt lắm. Còn tôi, tôi không sanh được nữa đâu chị. Mình à, thôi hả? Coi đưa dì ấy về, đừng để dì ấy về một mình, ở ngoài trời lạnh lắm. Nó biểu coi. Dạ. Chị Hai chị nói bữa nay trời lạnh lắm. Sợ Tức đi về mình bị bệnh. Dạ. Thôi giờ vô cảm ơn chị Hai rồi xin lỗi chị Hai rồi đi về. Dạ. Dạ thưa chị em về. Dạ thôi, dì cứ về đi, không cần thư gửi. Dạ. Trời tối rồi, bộ mình tính để em đi về một mình sao? Không có. Trời ơi, nãy không nghe tôi dặn hả? Dạ. Đi vòng ra trước, xong rồi vòng ra ngõ sau. Té vô cái bộ dáng gõ kế chuồng gà đó, ngồi đợi tôi. Còn lát nữa tôi xuống. Dạ, mình nhớ nha, đừng có để em đợi lâu nha. Nhớ đi, nha mình. Tôi xuống. Nhớ nha. Đi đi. Nhớ nha. Ừ, đi nha, đi. Đừng có để em đợi nha. Đi chậm chậm. Chậm chậm thôi, trời ơi đi cái kiểu đó, cái xúc cái thai ra tôi quánh chết à. Dì ấy về rồi hả mình? À dạ, về rồi. À. Bữa nay trời chở gió chở trời, sao tự nhiên mình mẩy nó đau nhức quá. Chắc mình ơi, bữa nay tôi không thấy khỏe. Thôi chắc mình ngủ sớm bữa ha. Mình cứ ngủ sớm đi. Mình ngủ trước đi. Em đọc chút xíu sách này rồi em ngủ sau nha. Thôi mà mình đọc gì thì để mai đọc. Bữa nay cho tôi ngủ sớm bữa đi. Tại vì tôi đang nhức mình quá ha. Tắt đèn đi. Kìa mình, em xin mình mà, cho em đọc chút xíu sách này đi. Đằng nào chị Thảo cũng đem qua tặng cho em. Với lại em cũng không ngủ được liền đâu. Mình quay mặt vô vách mình ngủ chút đi, chứ tắt đèn làm sao em đọc được. Trời ơi, bữa nay sao nói cãi tôi vậy trời.
Tôi nói là tôi ngủ mà để đèn sáng quá rồi nó chói con mắt tôi ngủ không được. Gì? À, tắt đèn đi ngủ đi. Sao mấy bữa mình nói là phải để đèn cho mình ngủ, tắt đèn cái mình nói mình sợ ma, rồi bây giờ tự nhiên kêu tắt hoài làm sao vậy mình? Bữa nay lạ lùng, bữa nay cãi tôi hoài à. Ờ thì mấy bữa trước tôi sợ ma, rồi bữa nay tôi không sợ được không? Ủa sao tự nhiên cãi tôi hoài vậy hả? Muốn đọc gì thì ngày mai đọc cũng được vậy. Tôi tự nhiên nay cứng lên cái ngồi đây đọc sách. Muốn đọc sách phải không? À, muốn đọc sách phải không? Đi ra ngoài đường đọc đi. Thứ gì mà lì lợm mà cãi không à? Mất dạy khốn nạn. Nè nè, có dạy vợ thì để ban ngày dạy nghe chưa? Khuya rồi để cho lối xóm người ta ngủ hết chứ. Mới về tới đầu ngõ là trong này đã ông ống à. Đó, thấy không? Thấy má la không? Tôi làm cái gì mà dạy tôi? Trời đất ơi, bữa nay mày dám trả lời với má tao hả mày? Hả? Hả? Cái đồ khốn nạn. Kìa Minh, sao hôm nay mình lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hôm nay mình lại động tay động chân với tôi? Ngay cả mình cũng đối xử với tôi như vậy. Sao mình? Tại mày hổ. Mấy người nhẫn tâm lắm, mấy người độc ác lắm. Nè nè, cái con kia, mày nói ai độc ác, ai nhẫn tâm mày? Tao quýnh mày cho mày biết nữa. Mấy người làm gì mà xúm lại đánh tôi dữ vậy? Ừa, tao quýnh mày đó. Thử con gái mẹ mà nó dám làm gì tao không? Mẹ tôi hiền lắm, mẹ tôi không có độc ác như mấy người đâu. Trời đất ơi, thần mày thấy chưa? Mày thấy bên anh nó dám trả đeo với tao chưa? Trời đất ơi, thần, mày quýnh nó đi, mày quýnh nó đi cho tao. Trời đất ơi, tao biểu mày quýnh nó đi. Mày quýnh nó chết á, ở tù tao chịu, ai chửi tao nghe. Tao cưới cho mày thêm 4 vợ nữa. Đánh nó đi. Đây 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 nè. Mày đập trên đầu nó, đập từ trên xuống dưới cho tao đập đi. Má hứa hen. Ừ. Cứ vậy cho con nghe. Lẹ đi. Rồi má tao hứa rồi, bữa nay nè, tao không quýnh mày chết tao con mày luôn. Đứng lại. Trời đất ơi, con ơi con. Mình đứng lại. Mình mà tiến tới một bước nữa, tôi sẽ tự tử tôi chết thì mình coi. Nó cầm dao nhọn quắt à má ơi. Nó là bộ á, nó không dám đâu. Mày đánh nó đi. Trời ơi, thân, mày đánh không? Nó đồ tự giận vậy. Tao cắn lưỡi tao chết cho mày vừa lòng. Má đừng cắn lưỡi để con quánh. Quánh nó liền. Tôi nói buông dao xuống. Không, quánh nó đi, mình đừng ép tôi. Buông dao xuống à, tôi quánh à. Mình đừng ép tôi. Mình đừng ép tôi. Mình đừng ép tôi, mình làm. Má ơi, chết con rồi. Không phải tôi. Quân giết người. Không, mày phải giết con tao. Không phải tôi đâu mà. Không phải tôi. Tòa cho đòi bà Lê Thị Lợi. Dạ dạ. Bà hãy đưa tay lên, thề nói hoàn toàn là sự thật. Dạ, tôi xin thề nói hoàn toàn sự thật. Để tay xuống. Dạ. Bà là Lê Thị Lợi phải không? Dạ phải. Có phải chính bà đã cưới Nguyễn Thị Loan cho con trai của bà là Vũ Đình Thân không? Dạ phải. Dạ đúng, tôi á đi cưới con Loan cho thằng con trai tôi.
Dạ, mà tôi tưởng nó có học, nó biết kính trên nhường dưới. Tôi đâu có về, tôi rước về nhà tôi là một con quỷ. Nó về vậy, nó phá tan nát gia đình tôi á ta. Bà có hiểu tánh tình của Thị Loan không? Trời ơi, thì tôi tưởng nó có ăn học, nó biết thưa, biết dạ, nó kính trên nhường dưới. Chứ tôi đâu có về mà nó như con quỷ vậy. Trời ơi, tôi nó phá hết nhà tôi á ta. Bà nói là Thị Loan phá nhà bà? Dạ. Vậy cô phá như thế nào? Trời ơi, nó đâu có biết thương ai, nó đâu có biết kính trên nhường dưới gì. Tôi nói, tòa biết không, nó đẻ không được nữa. Tôi mới cưới vợ bé cho con trai tôi. Vậy mà nó nở lòng đầu giết con tôi đó thôi. Hãy giữ bình tĩnh. Bà có nghe thấy gì về vụ án mạng này không? Dạ có chứ. Đêm đó khuya lắm rồi, tôi đương ngủ, cái tôi nghe tiếng trai tôi nó la lên, hoảng hồn tôi chạy qua, cái tôi thấy con dâu tôi, dạ là cái con đó đó, con đó đó, trên tay nó cầm con dao bị dai vậy nè, mà nhọn quắc à, nó đâm con tôi nghe một cái bụp, con tôi té xuống nghe một cái đùi, trời ơi má, mẹ tùm lum quá ta. Bình tĩnh. Thưa quý tòa, cho phép tôi được hỏi nhân chứng. Tòa cho phép. Thưa bà, trong đêm xảy ra án mạng, bà có nghe con trai và con dâu của bà cãi lẫy gì không? Dạ, tôi nghe tiếng con dâu tôi nó la thôi, chứ con tôi nó không có nói tiếng nào hết á bà. Vậy cậu thân có mắng chửi gì Thị Loan không? Trời ơi, đâu có. Con trai tôi nó hiền khô à, nói lớn cũng dám nữa đó bà. Vậy còn bà, bà có đánh chửi gì Thị Loan không? Trời ơi, đâu có. Chửi tôi có à. Thị Loan chửi bà? Dạ. Vậy Thị Loan chửi bà như thế nào? Dạ nó chửi gì nè bà. Nó nói, ủa chửi gì kìa? Nó chửi cái bà già ác ôn, cái bà già này kia kia nọ gì đó. Vậy tôi đoán chắc là Thị Loan cũng chửi chồng nữa chứ gì. Trời ơi, bà đoán trúng đi, bà trúng à. Tôi nói con này nó hỗn lắm bà ơi. Nó chửi chồng nó như là tát nước vào mặt vậy đó. Thị Loan chửi chồng như thế nào? Nó chửi mày á, mày là cái đồ vũ phu, mày là cái đồ ỷ thị, là cái đồ đánh đàn bà, là cái đồ đủ còn rồi. Nữa còn nữa để tôi kể bà nghe. Đủ rồi. Như vậy là Vũ Đình Thân có đánh vợ? Dạ. Vậy tại sao bà nói là không có? Không, tôi nói lộn, con tôi đâu có đánh vợ, tại tôi suối đó đó, tôi biểu nó là phải đánh vợ nó đi nè. Đủ rồi. Thôi, lời khai của bà lộn xộn quá. Dạ. Mời bà về chỗ. Dạ, cảm ơn tòa. Ai biết đâu. Tòa cho đòi Vũ Thị Bích. Tòa cho đòi cô Vũ Thị Bích. Mày kìa. Hả? Dạ. Để con. Cô ấy đưa tay lên, thề nói hoàn toàn sự thật. Dạ. Con là Vũ Thị Bích. Con giơ tay trước tà, con thề con hoàn toàn nói sự thật. Cái hôm mà chị dâu cô giết anh cô có nghe thấy gì không? Dạ thưa tà, nhắc đến chuyện đó con nghẹn ngào, con nói không được. Tại vì con chị dâu của con đó là một cái con, nó độc ác, nó dữ dằn, nó ích kỷ, nó lăng loàn, nó là voi dày ngựa xén. Không được nói những lời thô tục trước tòa án. Dạ. Tôi hỏi lại, cô có nghe thấy gì về vụ án mạng này không? Dạ bữa đó con mắc bận rồi. Dạ con mắc đi chơi. Con có nhà, con không biết. Thôi được rồi, cho cô về chỗ. Ủa, vậy thôi hả tà, không hỏi gì thêm hả?
Mời cô về chỗ. Dạ. Ngồi xuống đi. Lẹ đi. Tòa cho mời cô Nguyễn Thị Thảo. Tòa cho đòi cô Nguyễn Thị Thảo. Cô ấy đưa tay lên thề, nói hoàn toàn sự thật. Tôi sẽ nói hoàn toàn sự thật. Cô bỏ tay xuống. Cô là Nguyễn Thị Thảo. Dạ. Tức là cô giáo Thảo phải không? Dạ. Cô là bạn thì chắc cô biết rõ về tính tình của Thị Loan chứ? Dạ thưa quan tòa, hai chúng tôi là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ. Có bao giờ Thị Loan than phiền với cô về cái cuộc hôn nhân này không? Dạ thưa quan tòa, Loan là một người rất là hiếu học và một người rất là hiếu đạo trong gia đình. Loan có than thở với tôi về chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng Loan vẫn cố gắng ở. Tại vì Loan là một người có ăn học. Bằng chứng là những lá thơ mà Loan đã gửi cho tôi, mà tôi đã trình cho quan tòa. Cảm ơn cô. Mời cô về chỗ. Tòa cho mời cô Lê Thị Sen. Tòa cho đòi cô Lê Thị Sen. Dạ. Cô ấy đưa tay lên thề nói hoàn toàn sự thật. Dạ, con xin thề nói hoàn toàn sự thật ạ. Cô là Lê Thị Sen. Dạ. Cô ở trong nhà bà Phán, cô có nghe người ta nói rằng Thị Loan hỗn ẩu và khinh khi nhà chồng không? Dạ đâu có. Mợ con hiền lắm đó. Mà ai nói kỳ vậy cả? Sao lại kỳ? Tại sao cả nhà lại ghét Thị Loan? Dạ thì con cũng biết làm sao nữa. Bởi vì dạ ở trước tòa cô cứ khai sự thật, không sợ ai hết. Dạ cứ sự thật mà khai. Dạ. À có một lần á, mợ con nấu xong nồi canh rồi, cái cô Bích đó, cổ mới hốt nguyên nắm muối đầy vậy nè, cô đổ vô nồi canh. Lúc đó bà con vô bếp đó hả, nếm thử nồi canh xong mà thấy nó mặn quá, mới lôi mợ con vô chửi một trận quá trời quá đất á. Lúc đó cô Bích cô thấy như vậy, cô khoái chí cô cười sằng sặc hà. Ngồi coi có tức không? Vậy theo cô biết, có phải Thị Loan giết chồng là tại vì chồng có vợ bé hay không? Dạ đâu phải. Làm vậy nè. Cái đêm đó con lén con gình con thấy á nghe. Mà chính mắt con thấy rõ ràng á. Con thấy là cậu con á dắt mợ nhỏ về. Cậu con bước vô trước nè, để biểu mợ nhỏ con chào mợ hai, xin phép mợ hai cho mợ nhỏ con vô chào. Tại cậu con sợ mợ con ghen á. Mà mợ con đâu có ghen đâu. Xong cái cậu con biểu mợ nhỏ con quỳ xuống lại. Mèn ơi, mợ con đâu có chịu. Chẳng những vậy mà mợ con còn biểu cậu con đưa mợ nhỏ về nữa. Xong rồi cậu con còn nói vậy nè: mình ở đây chờ tôi nha, chút xíu nữa tôi ra. Nói xong cái cậu con chở vô cậu con nói buồn ngủ quá, biểu mợ con tắt đèn đi ngủ. Lúc đó mợ con đang đọc sách, mợ con mới nói vậy nè: thôi mình ngủ trước đi, để em đọc hết đoạn sách này đã. Vậy thôi á mà cậu con kiếm chuyện với mợ hà. Cậu con nói chửi bới mợ con nói la lối ôm sòm hà. Lúc đó bà con về, bà con đi đâu về á, không có biết ớt giác gì hết trơn á. Bà con nhào vô vậy nè: mày cứ chửi nó cho tao, mày đánh nó chết cho tao, ở tù tao chịu nè. Ai chửi tao nghe nè, tao hả, tao muốn cưới cho mày á hả, bốn con vợ bé luôn. Chết rồi trời ơi. Chị Sen hãy tiếp tục. Dạ. Xong rồi cái cậu con chưa kịp ra tay gì hết, cái bà con nào mới đẩy cậu con tấn tới. Lúc đó mợ con sợ quá. Sẵn con dao gọc sách mợ con cầm trên tay, mợ con đưa vậy nè. Mợ mới nói:
Mình đứng lại. Mình tiến tới bước nữa là tôi tự tử, tôi chết cho mình coi. Vậy đó mà cậu con đâu có nghe lời đâu. Cậu con nghe lời bà con, nhào vô đánh vợ con, rồi bà con cũng nhào vô đánh vợ con nữa. Mợ con phải bỏ chạy, rồi cậu con dí theo mợ con. Cậu con bị trượt chân, té sấp lên người của mợ. Rồi cậu con mới bị con dao đâm như người chết. Chứ không phải mợ con giết cậu con đâu. Con biết mà, mợ con không có vậy đâu. Thôi được rồi, cho phép cô về chỗ. Dạ. Kính thưa quý tòa, bị cáo là một con rắn độc. Núp dưới nhan sắc kia là một tâm hồn mang trá. Chính thị Loan đã chủ tâm giết chồng, rồi lập mưu bố trí thành ra một tai nạn. Đây chính là hạng gái mới đang làm đảo lộn luân thường nền đạo lý cổ truyền của dân tộc chúng ta. Công tố viện xin buộc Y Thị về tội cố sát gia trọng, vì nạn nhân chính là chồng của Y Thị. Dạ dạ đúng rồi đó tòa. Xin im lặng. Xin quý tòa hãy tuyên án tối đa để ngăn chặn hành vi giết người, cố ý làm tan rã gia đình, phá vỡ xã hội. Xin cảm ơn quý tòa. Thưa quý tòa, tôi đứng ra binh vực cho Nguyễn Thị Loan, bị cáo về tội giết chồng là Vũ Đình Thân. Một bản án nặng nề khắc nghiệt đang đè nặng lên đôi vai của người thiếu phụ mảnh khảnh đáng thương này. Nhưng thưa quý tòa, không phải quý tòa chỉ xử một Thị Loan, mà quý tòa đang xử tất cả cô Loan trong cái xã hội hiện tại. Lỡ sinh ra trong buổi giao thời, Thị Loan học được những tư tưởng văn minh của thế kỷ 20 là phải đi ngược về thế kỷ xa xưa, chịu sống ép mình trong bức tường thành kiến hủ lậu và hắc ám. Thưa quý tòa, tôi binh vực cho một Thị Loan, không phải là chỉ một Thị Loan này mà thôi, mà tôi muốn binh vực cho tất cả Thị Loan sống ở trong cái xã hội hiện tại. Thị Loan là một thiếu nữ tân học, thích sống tự do, nhưng vì số nợ của gia đình, vì sự hiếu thảo với cha mẹ, nên cô đã hy sinh gạt bỏ tất cả để nhận Vũ Đình Thân làm chồng. Một người chồng dốt nát, ích kỷ và tham lam. Một bà mẹ chồng đanh ác, coi con dâu như là tôi mọi như kẻ thù. Trời đất ơi, tội với tôi quá, sao mà buộc tội tôi vậy chứ. Xin giữ im lặng. Bên cạnh đó, cô em chồng đánh đá ganh tị bao nhiêu đó đủ cho ta thấy Thị Loan làm dâu khó khăn và khổ sở đến ngần nào. Thưa quý tòa, Vũ Đình Thân chết không phải do cô Loan giết, mà chính bà Phan, bà đã giết con bà. Trời đất ơi, con tôi chết rồi mà còn buộc tội tôi vậy nữa sao trời. Xin giữ trật tự. Bà đã giết con bà vì quan niệm chấp nê câu nệ, cha đạp nhân vị con người. Bà đã giết chết tình yêu của đôi vợ chồng, bà lại còn giết chết mạng sống của đứa cháu sơ sinh, biến Thân và Loan trở thành hai kẻ thù vĩnh viễn. Đáng lý ra bà phải ngồi trên cái ghế bị cáo kia mà phải. Trời ơi trời, thiệt khổ cho tôi quá mà. Tại sao mà buộc tôi vậy? Công tố viện xin phản đối trạng sư. Trước mặt chúng ta,
là một bà lão đáng thương đang đau khổ vì mất đứa con trai duy nhất của mình. Trước pháp luật mọi người như nhau, không vì lý do gì có thể tha thứ cho Thị Loan được. Tôi phản đối công tố viện đã xâm phạm quyền tự do biện hộ. Thưa quý tòa, cô Loan đã ép mình sống trong bức tường nhà chồng, không hề có ý nghĩ thoát ly hay là mưu mô gì cả. Đây, bằng chứng là bức thơ cô Loan đã gửi cho bạn thân là cô giáo Thảo. Tôi xin đọc. Chị Thảo ơi, em sẽ cố gắng sống như mọi người, kính yêu mẹ chồng như mẹ ruột mình vậy. Và em tin rằng em sẽ tìm được hạnh phúc trong sự hy sinh và nhẫn nhục đó. Thưa quý tòa, về tội giết chồng của Nguyễn Thị Loan thì tôi quả quyết rằng Vũ Đình thân chết vì tai nạn. Lưỡi dao đọc sách đã được y sĩ khám nghiệm rằng từ dưới sốc ngược lên, chứng tỏ rằng Vũ Đình thân đã té sấp lên mình Nguyễn Thị Loan, và lưỡi dao vô tình đâm trúng mà chết. Thưa quý tòa, kết luận, tôi khẩn xin quan tòa xét lại và tha bổng Nguyễn Thị Loan. Tôi xin hết lời. Trước khi tòa đình đề nghị án, tòa cho phép Nguyễn Thị Loan được nói vài lời. Mời Nguyễn Thị Loan. Thưa quý tòa, cho tôi có đôi lời để thưa cùng mẹ chồng của tôi. Tòa cho phép. Dạ. Má. Xin lỗi má. Vì con mà... Anh thề với em đó nha. Từ khi mà có em rồi chưa bao giờ anh tỏ tình nói thương yêu ai đó, không bao giờ. Thôi trời ơi, tôi biết sách của mấy ông đàn ông có vợ quá mà. Đàn ông có vợ có cái đẹp đâu có tán tỉnh theo kiểu như là đàn ông thanh niên độc thân đâu. Sao? Đó, anh yêu em yêu anh đâu. Có vợ mà gặp cái đẹp coi như là dở cái giọng như tâm sự buồn của đời một người đàn ông liền à. Đó, mấy ông có vợ gặp gái nè. Trời ơi em ơi, anh khổ lắm. Gia đình anh không có hạnh phúc. Đó. Anh bây giờ anh á, sáng ở chung nhà mà tối ngủ khác giường. Đúng không? Trời đất ơi, anh sống là vì mấy đứa con thôi à. Cho anh thời gian đi em, đúng cái tuần đó không? Trời ơi. Rành quá mà. Trời ơi. Mấy anh đâu không ai ủng hộ tôi, mấy bà vỗ tay không vậy trời. Chuyện dễ hiểu quá. Trời, không lẽ tôi có vợ rồi tôi ra tán gái tôi nói em ơi, vợ chồng anh sống hạnh phúc lắm. Tối ngủ chung giường. Trời đất ơi, nói vậy vớt được ai? Phải dở cái chiêu người đàn ông tâm sự buồn như đó chưa? Mấy ông ủng hộ tôi liền hay chưa? Ủa mấy anh vỗ tay sao mấy chị cũng vỗ tay là sao vậy trời ơi? Sao vậy? Em nè, đừng ghen nữa. Em phần làm vợ à. Em cứ coi em là cơm đi. Trời đất. Còn vòng vòng mấy ông ngoài là phở, đừng ghen nữa. Trời đất ơi. Nhưng mà tôi cảnh cáo mấy ông nha. Sao? Cơm thì ăn free chứ phở ăn là tốn tiền á. Đương nhiên đội xứ Mỹ mà tiền nào của nấy. Là sao? Hễ mà cái gì mà ăn không tốn tiền không ngon. Hả? Mà cái gì càng mắc càng tốn tiền cái thấy nó ngon. Trời. Đời nó vậy á. Đó bởi vì mà tôi thắc mắc làm sao suốt ngày mấy ông cứ đèo mồng cơm cơm rồi phở phở. Em thấy đàn bà con gái ai cũng giống nhau hết anh. Đó 80 với 18 là y chang nè. Bây giờ em vậy ha. Đó em thay đổi mặc đồ ha, em giống y chang như mấy cô model. Em với mấy cô gái trẻ đâu có gì khác đâu anh. Trời đất ơi, khác thấy mụ nổi chứ khác. Hả? Nè, anh nói cho em dễ nhớ nhất nè. Em thấy nguyên cái giải tồ vô ta 2006 năm đằng kia không? Ờ, mấy cái màu nó đẹp em khoái á. Nó mới toanh là nó bước vô nó thôn phức à. À, à, à. Rồi em thấy cái tồ vô ta mà 1972 không?
nó xét xe cũ xì thấy không? Sao anh chỉ em? Không, anh chỉ cái chải xe cũ là kia kìa. Cũ xì bước vô nó hôi thuốc lá còn chết luôn kìa. Cái màu nó xấu quá anh ơi. Lúc cũ cần cái lên xe 2006 chạy ngọt sớt à. Lúc mình cần cái vô 1972 chạy cái xịt, cái xịt. Nhưng mà nó không khác. Bởi vậy em nói thiệt á, em không có nói qua được cái miệng của anh. Bởi tôi nhìn chồng con người ta tôi chảy nước mắt vậy đó. Anh coi nè, con này chồng người son sắc chung tình, coi là chồng tôi bồ bịch tôi phải rình quanh năm mà tôi mệt quá. Chưa chắc là em. Sao vậy? Anh nói thiệt với em á nha, có mấy ông chồng mà quậy nhanh mà để vợ biết là còn vợ đó. Trời đất. Từ anh gặp sư tổ của anh nha, trời đất ơi, nhiều ông nha trước mặt vợ hiền như cục bột vậy đó, mà sau lưng quậy banh lồng chợ luôn. Rồi vợ cứ tưởng là mình có người chồng chung tình, ai về sau lưng mấy bả tình nào mấy chả cũng chung vô luôn. Kinh nghiệm quá. Tôi dặn mấy anh nha, sư tổ tôi dặn á, có ăn dụng ra đường ăn dụng rồi về nhà chùi cho nó sạch. Mà về nhà mà vợ có dặn dẹo câu gì nha, nhớ nói gì thì nói, cứ thề cho tôi. Mà thề càng độc mấy bả càng tin. Khó quá. Vậy á. Còn cái điều này quan trọng nè, mà lỡ như mấy bà có bắt tại trận nha, cứ chối. Chối cho tới khi nào trắng ngán thì thôi, bảo đảm là qua luôn. Thôi em mệt anh quá thiệt á. Mà nói giỡn với em thôi. Cái gì? Năm nay anh 40 rồi em. Anh nói thiệt với em, hết sức rồi. Thử gặp hàng mới là còn sức liền á. Tôi rành với ông quá mà. Bà này bà rành quá vậy trời. Mà sao anh hết sức rồi, anh hết quậy rồi anh không? Anh thề với em, anh tu rồi cứ ghen bậy ghen bạ đó, thề không quậy nữa. Trời đất ơi, tôi thì em đặt bà em kinh nghiệm đó nè. Gặp mấy ông đàn ông mà chồng hào hoa như vậy á, biết khi nào mới hết quậy không? Sao? Khi nào mà em bỏ anh vô hòm, em tự tay em đóng dán hòm là em mới biết anh hết quậy á. Rồi, đó hứa bà này. Em đi về đi. Đó, em đi về đi, lo cho mấy đứa nhỏ nó thôi, cho anh ở đó đi nha. Em đi về vợ đi. Con cứ ghen tuông hoài. Đâu rồi, chứ chả cái xem để đâu. Đây đây nè, xem bên đây. Khổ ghê. Ủa điện thoại ai gọi đây? Ai gọi đây? Ủa sao cười? Cái này học của sư tổ tôi đó nha. Mấy ông có vợ rồi nên sắm 2-3 cái điện thoại, khỏi bị đụng hàng. Một cái dành để riêng cho business, một cái để dành cho cơm gọi. Cơm là vợ. Cái dành cho phở gọi. Phở gọi. Hello. Ủa em anh nè. Anh buồn lắm em. Vợ chồng anh sống hình như không có hạnh phúc em ơi. Anh ở chung nhà nhưng mà tối ngủ khác giường. Tôi sẽ cười hoài vậy. Tôi đang làm việc mà trời. Tôi nói tôi còn bắt cỡ chứ mấy chị. Sao em? Được rồi. Em ơi. Em có cái giỏ, anh nói với em rồi nha. Cái lo anh của em có nhiều cái lo anh quá cho nên em phải ráng lo cái lo anh khác cho em. Ngày mai em tới lấy xe nha. Ok rồi, bye. Khách hàng anh nhiều quá trời của đất, em ơi mệt quá. Cái gì vậy? Anh nói cái gì tôi nghe, cái loan là cái gì vậy? Không, cái cô này nè, có cần mua cái xe Toyota. Mà cổ có nhiều cái loan quá đi, anh phải lo cái loan khác cho cổ. Mai cổ tới đem một cái Toyota 2006. Cái gì? Bán xe Toyota 2006 hả? Coi chừng nghe anh. Sao em? Bán với cổ cái đời 2006, 9 tháng 10 ngày nó dẫn cái Toyota 2007 tới là chết anh. Nữa. Ủa thiệt, tôi cảm mệt em quá, anh vô làm việc nửa vô tay, thì khổ với bà quá. Dạ. Oops. Sorry. Dạ, ma. Dạ. Trời đất ơi. Tôi cho ta Avalon 2006 đi sao? Trời đất ơi, tôi Corona 2000 đời đó ông ơi. Ghê quá. Chị. Hả? Cho em hỏi thăm chị. Cái gì? Nãy giờ chị ngoài đây mà có gặp anh John Trần không chị? Hả? Cái gì? Dạ, anh John Trần á. John Trần á hả? John Trần. Trời đất ơi. Dạ. Rồi. Anh John, anh đánh thì tôi thấy anh vô office á. Dạ. Chắc sắp ra bãi xe bây giờ đó. Dạ. Em cảm ơn chị. Anh ơi, lâu đợi tình ấy đó, chắc không có trên trần gian. Rồi xong. Thêm cái lâu đài cũng trả nó rồi. Vậy mà chả thề đọc là bà bắn trả đó. Lâu đã, em cô ra nó nghe đó nha. Em nuốt xuống. Ra nó nghe nè. Dạ. Em tìm anh John Trần hả? Dạ, John Trần. Tìm anh John Trần mà làm gì ca hát vui vẻ quá vậy em? Ủa, chị thấy hả? Dạ, em đang yêu. Trời. Em mới yêu lần đầu. Rồi, em mới yêu lần đầu của anh yêu tới 10 lần sau rồi em ơi. Hả? Không, tôi không nói gì hết. Ủa, mà chị là cái gì ở đây? Tôi xin tự giới thiệu đó. Tôi là... em biết rồi. Biết rồi chị làm chung hạng với anh John phải không? Trời ơi, sao ngây thơ quá. Đúng rồi, tôi làm chung hãng với ảnh mà tôi còn ở chung nhà với ảnh nữa đó. Hả? Cái gì mà làm chung hãng mà chung nhà? Ừ. Ôi,
em biết rồi. Biết rồi phải dạ. không? Dạ. Bà, anh John có tâm sự với em. Hiện giờ anh John đang sống chung với một bà chị ế chồng. Hả? Là chị phải không? Chị. Hả? Dạ, em chào chị. Em tên là Mỹ Phụng. Bà họ má em với má em vô đây mua xe nè. Để anh John giúp. Anh John dễ thương lắm chị ơi. Anh John chứng nhân đẹp trai, dễ thương. Thật thà đó chị. Dạ. Thật thà lắm hả? Dạ. Anh thật thà lắm. Nhưng mà má em á, lúc nào cũng dặn á, đàn ông bây giờ khó tin lắm chị ơi. Trời sao má em biết hay quá vậy? Nếu như mà nó đẹp trai á, thì không có chung tình. Đúng rồi đó. Dạ. Nếu mà nó chung tình á, thì nó xấu quắc hả? Trời đất. Nếu nó mà vừa đẹp trai vừa chung tình á, thì nó nghèo. Còn nó không nghèo á, thì nó có vợ hết à. Má em kinh nghiệm quá ha. Dạ. Chị nói em nghe nè. Dạ. Nhưng mà em á, trời chị run quá. Em là em may mắn lắm á. Dạ. Cái anh Trần Trần của em đó. Dạ. Anh gì đẹp trai nè. Dạ. Anh gì chung tình nè. Anh gì có tiền nè. Mà anh chưa có vợ nữa đó em. Dạ không. Anh nói với em là anh có vợ. Ủa? Ít nhất là phải như vậy chứ. Nhưng anh nói vợ anh chết rồi. Hả? Dạ. Dạ. Nó nói vợ chết rồi. Dạ chết rồi. Mà sao mà chết? Dạ bị bệnh. Bệnh gì? Cúm gà. Trời. Chết mẹ đụng hàng. Trời. Làm gì vậy Phụng nè? Trời ơi. Làm gì cứng rơ đó vậy? Cứng rơ gì? Bây giờ tôi mới biết Từ Hải cứng rơ làm sao. Bây giờ sao vô? Nãy giờ em tìm anh muốn chết luôn hả? Trời ơi, tìm chi cái lúc này muốn chết sắp ấy. Thế là có bà chị đứng nói chuyện với em cho đỡ buồn kìa. Hả? Bà chị ấy chồng của anh á. Má. Dạ. Chị đó đó. Anh chân chồng. Trời. Cơm. Phở. Hai cái này đụng vô thành tả bánh lù. Gì? Sao đây? Anh hứa với em sao vậy Honey? Trời ơi, bà ghen lắm, bà nhỏ, bà ngọt ngào ghê. Không biết có cặp cái kéo không? Không sao, trời ơi, trắng ngán luôn. Để anh làm việc, em xin lỗi, anh về làm việc. Sao em? Dạ. Anh nói em rồi, cái lo anh của em, em có nhiều cái lo anh quá đi. Anh ráng lo cái lo anh khác. Bây giờ ngày mai em tới lấy xe nha. Mệt quá, bỏ ra chuyện lon lít đi. Sao vậy? Hôm nay em tới đây thăm anh và mang cho anh một cái surprise. Trời thật ơi. Em surprise của anh sụp hầm đó em ơi. Của anh với em có gì đâu surprise đâu. Thôi về đi, về đi. Về đi, em vô mang tới cái gì đây? Dạ, em mang đến lên trên một cái thai. Hả? Cái gì? Cái thai. Trời ơi. Bình tĩnh, chối trắng ngán luôn. Nè. Hả? Anh nói em nghe nè. Uh-huh. Trời em ơi, anh nhớ anh với em có đi nhậu có một lần. Má em ngồi chính giữa nó có gì đâu mà có cái này. Em có nhớ lộn của ai không? Anh này nói chuyện vui ghê. Sao vui? Em mang đến đây cho anh là của anh. Tôi có làm gì đâu của tôi trời. Dạ cái quá. Gì? Nè. Trời màu này em thích nè. Thấy không? Thấy không? Em có tật ghen bậy không bạn? Mà anh nói với em rồi, anh buôn bán thật thà lắm. Cho nên người ta thương mến anh tặng anh cái thai. Chứ phải là cái này. Tôi nhớ tôi kỹ lắm mà làm sao có được. Trời, chị biết không? Anh cho anh em của chị á, dễ thương lắm. Chẳng những dễ thương mà còn vui tánh nữa. Mà còn có mối văn nghệ nữa kìa. Đó, phải không? Anh, hả? Bữa hôm anh em tặng cho em, anh định xây cho em cái gì đó anh? Tôi biết rồi. Uh-huh. Tính xây cho cô cái lâu đài tình ái phải không? Ủa, đúng rồi. Sao chị biết hay vậy? Trời, tôi quá rành luôn á cô. Trời ơi. Anh còn mới sáng tác cho em cái bài gì mới. Biết luôn nè. Huyền thoại một loài hoa phải không? Không phải. Chứ cái gì? Huyền thoại một loài chim. Hả? Tại em tên Phụng. Mỹ Phụng mà. Trời đất ơi. Anh John Trần ơi. Dạ. Vậy có bao giờ anh sáng tác dùm tôi một bài huyền thoại một loài ma chưa? Ừ. Ma cũng là nhớ nó thành con ma, có giờ anh sáng tác chưa? Đồ. Hả? Có bao giờ chưa? Anh đi. Trời ơi, tôi giận quá. Sao? Hả? Chị đó là cái gì của anh mà sao cái mặt ghê quá vậy? Trời đất ơi, không có nói tôi ghê chứ. Không đó đâu, tại lần đầu tiên em thấy ghê chứ thấy quen rồi.
bây giờ nè, chị là anh bây giờ đang có mặt cổ đi à? Anh nói đi, tôi là ai? Anh phải giới thiệu tôi là ai cho cô biết. Anh nói đi, tôi là ai? Hả? Tôi là ai? Là ai? Má, má. Hả? Phải. Bạn. Cái gì vậy bạn? Phải, người làm. Làm trung hãng. Anh nói cái gì lung tung vậy? Vừa là má anh, vừa là bạn anh, vừa người làm chung hãng. Vậy chị là ai? Có nghĩa là tôi là vợ của anh John. Anh nói đúng đó. Mười mấy năm nay tôi vừa là má ảnh, tôi vừa là bạn ảnh, mà tôi vừa là đầy tớ của ảnh nữa. Mười mấy năm nay nè, anh thấy không, em chăm sóc anh như là một người mẹ chăm sóc một đứa con nhỏ. Thậm chí đó, anh quên có cái kiến à, mà anh đầy đọa anh bắt em chạy xe nửa tiếng đồng hồ lên để mang cho anh cái kiến. Em cũng chiều anh để cho anh vui lòng. Rồi mười mấy năm nay á, vui thì anh đi đâu mất tiêu à. Còn mỗi lần mà có chuyện buồn hay là thất bại ngoài đời, anh lại về với em. Rồi em phải thức trắng đêm để cho anh trút bầu tâm sự cho anh đỡ buồn, giống như là hai người bạn với nhau. Rồi anh thấy không, em sanh con, em đẻ cái, rồi hầu hạ con cái, hầu hạ chồng, cơm nước gia đình, giặt giũ công ăn việc làm ở nhà như một người đầy tớ không công. Em làm tất cả những cái đó thì đàn ông người ta gọi là con vợ. Khi xưa em trẻ đó, em không có suy nghĩ kỹ, em nghĩ làm vợ nó dễ lắm. Nhưng mà mười mấy năm sống với anh, em thấy là làm vợ nó quá khó đối với em. Bằng chứng là anh cứ đi hết loài hoa này rồi đến loài chim khác. Cô còn nhỏ, cô chưa có chồng, cô không biết đâu, làm người tình nó dễ hơn làm người vợ rất là nhiều. Thôi bây giờ em trả anh lại tự do đó. Anh muốn đi theo hoa thì anh theo, anh muốn theo chim thì anh theo. Em không thể chịu đựng được nữa. Mà em nói thiệt nha, cô nào mà chịu đựng anh được quá một năm á, em để cô đó lên bàn thờ em thờ đó. Chờ em đi chị. Má tôi nói đúng mà, đàn ông bây giờ khó tin lắm. Trả tôi. Về tôi tặng cho kép cũ của tôi. Tôi nói xấu cha nhưng nó chung tình. Kép cũ là ai vậy? Danh Tuấn Vũ. Đi chị. Đi chị. Đi đâu? Cô đi trước đi. Sao vậy? Trời đất ơi, tôi cho ta 2006, tôi đi cùng tôi, người ta so sánh tôi mới biết tôi già sao. Đi trước đi. Dữ. Thank you. Chào anh. Ê. Cái gì? Anh thề với em á. Thôi anh thề mà bắn thôi, tôi cũng sợ lắm rồi. Tôi anh cũng thề, anh thề tôi sợ lắm rồi. Thôi đi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Lời anh đâu chưa đi vào tôi. Thì lâu dài mang thêm tình ai.